Xuất khẩu hàng hóa trong nước đang tiếp tục lấy lại đà tăng trưởng mạnh khi nửa đầu tháng 3 năm nay, xuất khẩu đạt hơn 15 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu là gần 100 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ tháng 2. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực như điện thoại, máy vi tính, máy móc thiết bị, dệt may đều có dấu hiệu phục hồi với kim ngạch tăng trưởng cao. Từ đầu năm tới nay, thì Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực đi vào thực thi, góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại đầu tư của Việt Nam với ASEAN và năm đối tác là Australia, New Zealand, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Giá mía đường năm nay có tăng so với mọi năm, nhưng chỉ phần nào giúp cho các nhà máy và nông dân bớt khó khăn. Còn để đảm bảo nguồn nguyên liệu mía ổn định cho sản xuất đường ăn thì vẫn chưa giải quyết được. Một trong những nguyên nhân là diện tích trồng mía cả nước giảm vì không ít nông dân đã bỏ trồng mía khi giá mía nguyên liệu cho sản xuất đường liên tục không ổn định và có lúc thì xuống quá thấp. Trên cánh đồng xã E Tích, huyện EK, tỉnh Đắk Lắk, bà con nông dân đang được phía doanh nghiệp hướng dẫn quy trình công nghệ để trồng mía niên vụ mới. Trong tình cảnh nhà máy thường xuyên thiếu hụt nguyên liệu, việc liên kết hỗ trợ nông dân để phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất được các doanh nghiệp hướng đến. Nhà máy đã hỗ trợ cái phân này, phân vi sinh này, thì nói chung là cùng năng suất, làm người nông dân cùng phấn khởi. Mình cùng đỡ bỏ cái phân bón kia. Niên vụ 21-22 trở đi, chúng tôi bảo hiểm giá tối thiểu là 850.000 đồng cho một tấn mía có 10 cc. Với mức giá này thì để đảm bảo cho người nông dân là từ hòa vốn đến có lại. Tỉnh Đắk Lắk chỉ mới thực hiện quy hoạch vùng trồng mía với 19.000 ha, trong tổng diện tích hơn 25.000 ha mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn định hướng đến năm 2020. Đến năm 2030 là quy hoạch 38.000 ha, nhưng tỉnh dự kiến tối đa chỉ thực hiện 28.000 ha. Bởi hiện tại, nhiều nông dân đã bỏ mía chuyển sang cây trồng khác, khả năng cao là các nhà máy sẽ còn trong tình trạng thiếu hụt nguyên liệu sản xuất. Phải nghiên cứu, lai tạo, chọn tạo, đưa vào ứng dụng các cái giống mà có năng suất cao, trữ đường cao. Đối với nông dân thì phải có cái hỗ trợ thỏa đáng như là về lãi suất. Tôi cho rằng nhà nước cần phải có nhiều cái chính sách khác, như chính sách về tích tụ đất đai chẳng hạn, để tạo những cái vùng sản xuất quy mô lớn. Ngoài ra, cần đẩy mạnh hình thành các hợp tác xã để liên kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Đồng bộ các giải pháp như vậy thì mới giảm được chi phí sản xuất, tăng năng suất chất lượng, nông dân an tâm gắn bó với cây mía. Ngành mía đường mới có thể cạnh tranh và phát triển bền vững. Những ngày gần đây thì do Nga ngừng xuất khẩu đường ăn và giá dầu thô tăng nên giá đường trên thị trường thế giới ngày hôm qua đã tăng gần 7%. Trong khi đó, giá đường ở trong nước có xu hướng tăng nhẹ ở khu vực miền Trung và ổn định ở miền Nam. 7 con hổ là tang vật thu được trong vụ án hình sự vận chuyển trái phép động vật hoang dã tại Nghệ An hồi tháng 8 năm ngoái đã được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát tỉnh Nghệ An bàn giao cho Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình. Đây là để đảm bảo môi trường sống tốt hơn cho những chú hổ này. Phóng viên Phùng Hiệp có mặt tại hiện trường sẽ thông tin chi tiết. Sau hơn 6 tháng được các cán bộ kỹ thuật của Vườn Quốc gia Pù Mát chăm sóc và nuôi dưỡng thì 7 cá thể hổ này đã sinh trưởng và lớn hơn khá nhiều so với trước đây. Vào thời điểm cách đây hơn 6 tháng khi được đưa về Vườn Quốc gia Pù Mát nuôi dưỡng chăm sóc thì 7 cá thể hổ này có trọng lượng từ vài kg. Tuy nhiên thì hiện nay 7 cá thể hổ này có trọng lượng trung bình là từ 50 cho đến 60 kg. Và hiện nay thì với những cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là chuồng trại tại khu vực Vườn Quốc gia Pù Mát thì không còn đáp ứng được cái nhu cầu sinh trưởng cũng như là phát triển của 7 cá thể hổ này. Chính vì vậy, với sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã đề xuất và xin để có thể được phép đưa 7 cá thể hổ từ Vườn Quốc gia Pù Mát này về nuôi dưỡng và chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.